cầu thủy Bạch Đằng. Cầu hình như cầu thủy mới đúng chứ, đúng không? Cầu thủy mà. Thế mình qua mình sẽ tìm chỗ gửi xe. Chỗ này, chỗ công trường Mê Linh đối diện là cái bến ga cầu thủy Bạch Đằng. Và xem chỗ gửi xe nữa nè. Kìa, người đang chờ kìa. Đã check in. Đây, hỏi chú bảo vệ kìa. Ok kìa. Thì cái chỗ gửi xe kia ra. Đúng rồi. Mình vào trong em gửi xe. À, núi ra núi vào ơi. Anh có vé đi tàu nhá. Đi tàu ạ? Dạ đi tàu. Vé bây giờ ấy. Dạ. Có vé đi tàu. 2:30 ạ. Dạ. 2:30. Đi 2:30 ấy. Có vé rồi luôn. Dạ vâng đúng rồi. Dạ. Cho vé. Cho coi vé anh. Dạ vâng. Anh chờ chút nhá. Tại bây giờ trước là mua trên mạng ấy. Dạ. Có ngồi im ấy à? Đó, trước chụp đây đúng không? Chứ em gửi anh trên mạng mà đúng không? Zalo à? Vô chỗ bông hoa, như tải gì rồi mà. Bông hoa. Đi tàu. Đó, bông hoa nè, bộ sưu tầm đó. 2 giờ. Đi mấy người vậy? Đi 3 người là 2 người kia chưa có ai. Đây, chưa có tới. Đây, anh ơi. Mình chụp hình gửi cho bên kia có vé còn mới anh. Nhận. Chưa đặt mua trên mạng ấy. Vé đặt chỗ ấy. Thế vé chưa? Rồi rồi em thấy rồi. Đây. Bây giờ vào gửi xe. Phải có vé người ta cho vào ấy. Nhân viên. Chắc là ở bên ngoài rồi. Thôi để dạo đây. Xuống đi. Bỏ bao tay, bỏ cúp xe hết đi. Đấy, đến giờ đi tàu về xe hết này. À, đấy bố ấy cúp xe. Okay. Mía xong chưa? Con mặc áo thì con mặc áo để xong đấy. Đây, vé là mình đã đặt trên mạng rồi.